Chào mừng quý anh chị và các bạn đã đến với video tiếp theo trên kênh Thần Số Gieo Hạt của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc quý anh chị và các bạn sẽ có những giây phút thư giãn thật sự vui vẻ và hy vọng rằng với nội dung ngày hôm nay, quý anh chị và các bạn sẽ có thêm được thật nhiều những cái thông tin hữu ích. Và trong nội dung chính của video ngày hôm nay, xin mời quý anh chị và các bạn chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về nội dung như sau. Cách chọn tuổi trong nhà cho người tuổi Ngọ trong năm 2020 giúp gia chủ phát tài phát lộc. Trong đất là một nét đẹp của người Việt Nam chúng ta. Tết Canh Tý cũng đã sắp đến rồi và chúng ta hãy cùng tham khảo cái cách chọn tuổi trong đất tốt cho nhà mình sau đây. Từ xưa đến nay thì ông cha ta có cái quan niệm rằng nếu người khách đến thăm nhà đầu tiên hay được gọi là người trong đất ấy, và nếu hợp tuổi thì cả năm đó gia chủ sẽ được may mắn và thành công trong nhiều chuyện. Chính vì thế mà mỗi nhà đều cố gắng lựa chọn người xung đất hợp tuổi của mình nhất. Thì chúng ta biết rằng là chọn tuổi xung nhà năm mới thường là người mạnh khỏe, sợi lợi, thành đạt. Thì đồng thời là người có tuổi hợp với năm, ngày, xung nhà và cái tuổi của gia chủ. Trong các cái video trước thì chúng tôi đã giới thiệu về cách tính tuổi xung nhà năm 2020 hợp với năm và ngày xung nhà. Tuy nhiên thì đối với từng gia đình, cơ quan, doanh nghiệp thì người trong nhà còn cần hợp với tuổi gia chủ mới thật tốt. Vì vậy mà chúng tôi tính toán và tổng hợp lại các cái tuổi tốt trong nhà hợp với năm mới, ngày trong nhà, mùng 1 và mùng 6 Tết và từng tuổi gia chủ để bạn dễ tra cứu. Và chúng tôi cũng tính luôn cả tuổi tương đối tốt ở trên cái mức trung bình cho hai cái ngày mùng 1 và ngày mùng 6 Tết Canh Tý năm 2020 để các bạn được một cái sự lựa chọn dễ dàng hơn. Và này riêng về tuổi gia chủ thì chúng tôi chỉ tính tuổi tốt. Nếu người nào không tìm được người tuổi tốt, chỉ cần loại trừ người tuổi xấu như can, chi, xung khắc là được. Mặt khác thì chỉ cần người xung đất hợp với năm, ngày hoặc tuổi gia chủ đã là tốt rồi. Nếu được đủ các yếu tố trên thì lại càng tốt nữa. Thứ nhất là trong cái ngày mùng 1 Tết thì cần có những cái tuổi nào phù hợp để trong nhà cho người tuổi Ngọ. Thì đây chúng ta sẽ cùng xem có hai cái khía cạnh. Thứ nhất là tuổi khá và tuổi tốt. Bây giờ chúng ta sẽ xem cái tuổi khá trước. Tuổi khá ở đây gồm có các tuổi sau là Đinh Mão, Đinh Tỵ, Mậu Tý, Mậu Dần, Kỷ Mão, Kỷ Tỵ, Canh Tý, Canh Dần, kiêm các tuổi có hàng can là Giáp, Bính, Tân, Quý và hàng chi là Ngọ và Dậu. Còn các cái tuổi tốt để phù hợp trong nhà cho người tuổi Ngọ trong cái ngày mùng 1 đấy là Nhâm Dần, Ất Tỵ, Đinh Mùi, Mậu Thân, Canh Tuất, Nhâm Tý, Ất Mão, Kỷ Mùi, Canh Thân, Nhâm Tuất, Ất Sửu, Mậu Thìn, Nhâm Thân, Ất Hợi, Đinh Sửu, Canh Thìn, Đinh Hợi, Kỷ Sửu, Nhâm Thìn, Ất Mùi, Mậu Tuất, Kỷ Hợi. Trong đó các cái tuổi như Nhâm Tuất 1982, Ất Sửu 1985, Nhâm Thân 1992, Ất Hợi 1995, Nhâm Thìn 2012, 1952, thì Ất Mùi 1955, 2015 là tốt nhất vì được cả can và cả chi. Còn đối với ngày mùng 6 Tết thì có những tuổi tốt và tuổi khá như sau. Thì đối với tuổi khá thì gồm có Canh Tý, Canh Tuất, Canh Nhâm Tý, Nhâm Tuất, Tân Mão, Tân Mùi, Tân Dậu, Tân Hợi, Quý Mão, Quý Mùi, Quý Dậu, Quý Hợi. Và kiêng các cái tuổi có hàng can là Giáp, Bính Mậu và các chi là Ngọ và Dần. Như vậy tuổi tốt ở đây là gồm có Tân Sửu, Ất Tỵ, Đinh Mùi, Quý Sửu, Ất Mão, Đinh Tỵ, Canh Thân, Ất Sửu, Đinh Mão, Kỷ Tỵ, Nhâm Thân, Ất Hợi và Đinh Sửu, Canh Thìn, Tân Tỵ, Ất Dậu, Đinh Hợi và Kỷ Sửu, Nhâm Thìn, Quý Tỵ, Ất Mùi, Đinh Dậu. Trong đó những cái tuổi như là Ất Tỵ 1965 này, Đinh Tỵ 1977 này, Ất Sửu 1985, Đinh Sửu 1997 là tốt nhất vì được cả can và cả chi. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về từng tuổi Ngọ, xem là trong cái năm 2020 này tuổi nào phù hợp để trông tuổi cho từng tuổi Ngọ. Thứ nhất là đối với tuổi Giáp Ngọ sinh năm 54 và 2014, Giáp khắc Mậu và Canh hợp với Kỷ. Những cái tuổi hợp là Kỷ Sửu, Kỷ Mão, Kỷ Tỵ, Kỷ Mùi, Kỷ Dậu, rồi Kỷ Hợi, Ất Mùi, Đinh Mùi, Tân Mùi, rồi Quý Mùi, Giáp Dần, rồi Bính Dần, Nhâm Dần, Giáp Tuất, Bính Tuất, rồi Nhâm Tuất.
Thứ hai là đối với tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966 là Bính khắc canh và nhâm hợp với Tân. Những cái tuổi hợp đây là Tân Sửu, Tân Mão, Tân Tỵ, Giáp Dần, Bính Dần, rồi Mậu Dần, Giáp Tuất, Bính Tuất, Mậu Tuất, Ất Mùi, Đinh Mùi, Kỷ Mùi, Quý Mùi. Thứ ba là tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978 thì Mậu khắc Giáp, nhâm và hợp với Quý. Những cái tuổi hợp đây là Quý Sửu, Quý Mão, Quý Tỵ, Quý Mùi, Quý Dậu, Quý Hợi, Bính Dần, Canh Dần, Mậu Dần, Bính Tuất, Canh Tuất, Mậu Tuất, rồi Ất Mùi, Đinh Mùi, Kỷ Mùi, Tân Mùi, Quý Mùi. Thứ tư là Canh Ngọ là sinh năm 1930-1990 đấy, là Canh khắc Bính Giáp và hợp với Ất. Nên với cái tuổi hợp đây là Ất Sửu, Ất Mão, Ất Tỵ, Mậu Dần, rồi Canh Dần, rồi Nhâm Dần, Mậu Tuất, Canh Tuất, rồi Nhâm Tuất, Đinh Mùi, Kỷ Mùi, rồi Tân Mùi, Quý Mùi. Tuổi thứ năm là Nhâm Ngọ sinh năm 42 và năm 2002 thì Nhâm khắc Mậu, Bính và hợp với Đinh. Người tuổi hợp đây là Đinh Sửu, Đinh Mão, Đinh Tỵ, Đinh Dậu, Đinh Hợi, Giáp Dần, Canh Dần, Nhâm Dần, Giáp Tuất, Canh Tuất, Nhâm Tuất, Ất Mùi, Đinh Mùi, Kỷ Mùi, Tân Mùi, Quý Mùi. Vâng, quý anh chị thân mến, như vậy trên đây quý anh chị và các bạn đã cùng chúng tôi tìm hiểu về các cái tuổi hợp với người tuổi Ngọ để trông đất trong năm 2020 này. Và mong rằng thì qua cái video này các bạn đã biết được ai sẽ là người phù hợp để đến trông đất đầu năm cho gia đình của mình rồi. Và chúc các bạn và gia đình của mình sẽ có một cái Tết vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc, gặp nhiều may mắn. Xin được cảm ơn quý anh chị và các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu có bất kỳ băn khoăn hay thắc mắc gì, xin quý anh chị hãy ghi rõ rồi để lại lời bình luận bên dưới của video. Ban biên tập sẽ phản hồi lại các bạn trong thời gian sớm nhất. Nếu các bạn là những người lần đầu tiên đến với kênh Thần Số Gieo Hạt hoặc những ai còn chưa đăng ký kênh thì hãy hoan hỉ đăng ký kênh để ủng hộ ban biên tập của chương trình. Sau đó hãy nhấn vào tín hiệu chuông bên dưới của chương trình để không bỏ lỡ những video hay nhất và mới nhất từ ban biên tập. Chúc quý anh chị và các bạn có những ngày tháng luôn vui vẻ, bình an và gặp nhiều may mắn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những nội dung tiếp theo của chúng tôi. Xin chào.